dần trôi. Yêu đến mấy cũng buồn khi người ta thay lòng. Tin vào cả thế giới đến lúc em nhận ra. Hai năm anh nhập ngũ, em có chờ anh không? Hai năm anh phải sống trong nỗi nhớ thương em từng đêm. Nó cho thằng khác sờ vào xe và cũng không bao giờ đi cắm xe luôn, nhất chết nó sẽ không cắm xe, anh em không? Tức là sao? Nó ngã xe nó còn quan tâm cái xe hơn cả nó bị đau, là anh em phải biết là nó yêu xe như nào. Bớt đùa lại đi, anh không còn vui tính như trước kia đâu. Làm từ thiện một trông em cứ như một. Một gì cơ? Một. Một gì? Một bông hồng xinh tươi tắm, trông em cứ xa. Đôi chân thơ tha mặn mà. Boy ngọt ngào, xin gửi lời chào thân mật đến tất cả các người yêu cũ của vợ yêu. Đã luôn nha, dùng nhạc he. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đất mỏ bố mới là nhất.